Rồi giờ em đóng hàng gửi cho gara Tân Vũ ở Bình Bù Đăng Bình Phước nha. Rồi hiện tại em đang thử tải nha. Đưa hai cái cây cho nó đi. Trong con nội là nó sẽ có một bao một cái bộ ron rất là dày. Loại 35 tấn. Gara Tân Vũ ha, Bù Đăng Bình Phước. Em đang thử tải nha. Rồi giờ em gắn được cái máy nén của em nè. Rồi em xéo rồi. Rồi giờ hiện tại nè, lên nữa đây. Ngân, ngân, ngân đi. Mày bóp đi. Rồi đủ rồi. Rồi lại đứng kim nha. À đứng kim rồi. Kim nó sẽ không có bị tụt lại rồi. Vô luôn. Cô đó, làm lâu quá.